bây giờ là Duy có một cái hành trình đi bắt đầu từ khu công nghiệp Tân Tạo. Đây là đường số 3, đây là thuộc về là khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thì mình đi ra tới ngoài phường Thạnh Xuân, quận 12. Các bạn biết là Thạnh Xuân, quận 12 này giáp với Bình Dương, con bé với Tà Chữ rồi nha. Chuẩn bị
chuẩn bị chui qua cái hầm của cầu vượt nút giao thông số 1. Cái cầu vượt này là cao tốc Sài Gòn Trung Lương nha quý vị.
đi vòng mà xa lộ đại hàng nó xa quá, ôm cái vòng 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 đường lớn nó xe ô tô nhiều nữa, còn đi đường cái này chắc lẽ phải tắt chút. Quá, nhưng mà mình phải coi coi chị đúng hay không nha, nhiều khi chị này cũng sẵn lắm. Cái vụ gì trời ơi, không biết phải không à. Mày vô đây gì đi trời ơi. Đó, chuyện này rảnh quá. Thôi mai là coi trước, không coi trước thấy mẹ rồi. Đồng ý đi ngoài xa chạy cẩn thận thôi. Bộ gòn nó chảy kỳ quá. Thôi còn một chút dẫn dắt mình đi cho mình ăn chứ giờ đi cái đường nhiêu gòn và xa quá ta. Đấy, đi đường ngoài không chịu đi, tự nhiên dắt vô đường trong. Tin tưởng chạy ra nhà chỉ gạt thiệt các bạn ơi. Chịu gòn này ngộ thiệt. Thấy chưa? Đi đến ngã ba này là Tân Kỳ, Tân Quý với lại xa lộ Đại Hàng các bạn.